Hôm nay là chú tới đây tìm hài cốt như thế nào rồi chú? Tìm hài cốt của người thân của ông bạn. Dạ. Thì bạn cô nói là người thân gửi ở đây thì vừa rồi cũng trường hợp trên báo đài chúng ta biết rồi đó. Thì thôi giờ cái sự việc đó thì sư ông không muốn đâu, tại vì nếu sư ông làm ra thì bao nhiêu gia đình ta đến ta sẽ làm khó. Dạ. Thì đã tu thì sư ông chủ là giúp mọi người. Dạ. Chẳng qua sự cố xảy ra theo mình trong Phật thì nghĩ cũng là cái nghiệp khiến sao á. Dạ. Nên là cũng có sự cố này chứ mình nghĩ là sư ông không muốn đâu. Dạ. Tại vì mỗi năm các anh chị nghĩ như là ít nhất là một ngày Tết, chưa đến mấy ngày rằm lớn. Dạ. Đó thì gia đình ta sẽ đến đây, người ta sẽ viếng trước rồi lại Phật cao viếng cốt của người nhà. Dạ. Thì cái đó sư ông phải biết rồi. Thì khi ông không thể làm gì đó được thì mình nghĩ là có sự cố gì đó hay là hiểu lầm gì đó, sơ ý gì của thợ thầy gì ở đây á, nói thợ xây khi người ta sơ ý một tí xíu hoặc là Phật tử người ta sơ ý thì có khi xảy ra sự việc như vậy. Thì cũng mong sao mà tất cả gia đình Phật tử mình đã biết rồi, biết luật nhân quả rồi thì mình cũng hỷ xả bỏ qua cho sư ông, tại cái chuyện này là nghĩ là không phải cố ý của sư ông đâu. Có một thầy tu võ đầu đi tu mấy chục năm rồi thì sư ông chủ giúp người chứ không giờ làm những chuyện tai tiếng như thế này đâu. Để. Thì cũng mong tất cả Phật tử người ta biết rồi thì chẳng qua đó cái hữu cốt thôi, theo người ta biết thì tâm linh thì ta quý ta thương người ta như vậy thôi, chứ thực tế thời 49 ngày ta đã đi đổ thai hết rồi. Mình quý thì mình muốn để phước lại cho hương linh đó thì cố gắng tìm và cầu nguyện chứ hương linh của mình và tất cả hương linh xung quanh đây, chứ cũng đừng nên dùng những lời lẽ mà quá đáng, tại vì sư ông thì không muốn đâu, mình nghĩ là như vậy. Mô Phật. Hỏi gì vậy? Hỏi. Theo chú thì cái vụ việc này nó xảy ra như vậy á, thì chú có nghĩ là người nào đó mà vào chùa để gây ra vụ việc đổ thừa cho nhà chùa gây ảnh hưởng uy tín không? Mình thì không dám nói sâu xa nhưng mình nghĩ là cũng có khả năng, cũng có khả năng nhiều cái đạo khác hoặc là những người mà không tin về Phật pháp mà có khi là vào chùa phá quấy và đó bị nhà chùa cảnh cáo chẳng hạn, thì người ta có một cái ác ý gì đó, người ta có thể người ta đến đây người ta phá cũng có. Theo đạo Phật mình biết thì hồi xưa cũng sư nói rồi, trời mập pháp thì có thể cho con cháu của Ma Vương đến tận chùa phá, thì mình nghĩ là cái này mới có thông, mình nghĩ cái này cũng là cái nghiệp, mình nghĩ cũng có khả năng, cái năng trả vàng trả pháp cũng có. Nhưng chứ mình nghĩ là cái sự tư sức của chùa không nói nổi đâu, tại vì sư ông biết mà, nhất là những người thợ người ta thấy hương linh thì không ai dám đụng đến. Đó. Thứ nhất, thứ hai nữa thì sư ông biết sự việc mỗi năm gia đình người ta đến thăm viếng từ một đến nhiều lần thì sư ông không thể làm như thế này được, mà làm thế nào khác nào sư ông đưa mình ra cái sự khó khăn để nên là nghĩ cũng có khả năng. Như sự việc này thì mình cũng không biết sao, nhưng mình chỉ mong sao tất cả gia đình đừng có nóng ruột vì gia đình mình mà mình dùng những lời lẽ người ta gọi là khẩu nghiệp đó, mình có khi phát ra được nhưng mà mình không rút ra được, rất là kẹt. Nên là làm cho sư ông đau buồn cũng như là các sư thầy buồn, các sư thầy không thể nào mà đưa mình vào thế cột như thế này đâu, nên mình nghĩ sự việc này không ai, các thầy với sư ông không thể nào làm. Mình mong tất cả Phật tử mình cũng thông cảm. Thưa chú thì những người mà người nào mà khó hỏi này thì sẽ bị có nghiệp gì không chứ? Thưa chú, theo như mình nghĩ ngoài đời ở ngoài xã hội thì cái này là mình phạm về Phật pháp, đó là về hương linh của người ta thì không nên động chạm vào, cái đó là cũng vi phạm Phật pháp. Thứ hai nữa là vi phạm về cái tánh nhân đạo của con người, dù người ta chết đi hương cái cốt đi nữa thì cũng là người thân của người ta, ta không nên động chạm vào. Rồi nói về hương linh đó, thì mình nghĩ là làm những việc này thì mình thấy là quá là tàn nhẫn. Thứ nhất, đối với gia đình người ta sẽ làm đau đớn, đau khổ, cũng như sự đau buồn cho người thân còn lại. Theo luật pháp thì mình cứ nghĩ luật nhân quả thôi. Mình nghĩ mình trồng cây gì ăn trái nấy, mình phá thì sau này mình sẽ được, sẽ bị cái quả báo gì đó chẳng hạn.
Nên là bây giờ thấy người ta thường thường người ta đi hay làm từ thiện, thì để làm gì? Người ta trồng những cái cây lành để sau này người ta hưởng cái phước lành, thì theo cái luật nhân quả. Mình không biết là đúng hay sai, nhưng mình nghĩ đời người làm tốt thì lương tâm mình sẽ thoải mái hơn. Còn những người mà phá hoại thì mình nghĩ cái này là người ta không tin Phật pháp hoặc không biết Phật pháp, người ta mới làm. Người ta làm thì mình nghĩ là sau này người ta sẽ bị, trước tiên là quả báo không mình không biết, mà trước tiên là cái kêu riêu cũng như cái buồn phiền của người thân của các cốt là thấy là cũng rất là đau lòng. Ít nhiều vì lương tâm ta sẽ bị cắn rứt. Khi người ta làm, người ta không vì mục đích gì mình không biết, nhưng mà người ta không nghĩ. Nhưng mà khi báo đài lên hoặc sự việc như thế này, mình nghĩ là lương tâm người ta cũng cắn rứt. Dạ, thưa chú, thì khi cái vụ việc mà nó xảy ra đã gần 10 ngày á, nhưng mà đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có tìm ra thủ phạm hoặc là công bố cái việc điều tra, thì chú thấy cái này nó hơi chậm trễ không? Không, tại vì mình nghĩ rằng cái sự việc này rất là lớn, nên là đã điều tra, phải điều tra cho kỹ và chính xác, là khi đã đưa ra phải có đủ bằng chứng mình mới đưa ra pháp luật được. Chứ giờ mà đang trong lúc điều tra mà chưa rõ manh mối mình đưa ra cũng rất là khó ngoài xã hội. Thứ hai nữa thì mình nghĩ là cái việc điều tra này có khi là người ta chưa tìm được cái manh mối hoặc là dấu vết gì của tội phạm người ta để lại, cũng hơi khó. Nên là cứ bà con ta cứ bình tĩnh, cái việc gì cũng vậy, có khi khó nó phải từ từ nó dài ra hơn. Đến như những việc giết người chẳng hạn thì có thể để những cái dấu vết là nó dễ hơn, hay là trộm cắp. Còn này vào đây chùa các anh chị biết rồi, khi là dấu vết rất là nhiều, để khi của Phật tử nè, của các thầy nè, của người nhà nữa, nên là cũng rất là khó phân tích về cái dấu vết để lại. Nên là người ta cứ bình tĩnh mà từ từ. Chú cho hỏi là mình cái vụ việc này có ai được hưởng lợi gì ở cái vụ này không? Nếu mà có kẻ phá hoại thì có ai hưởng lợi thì nếu mà phá hoại thì mình nghĩ là chẳng qua cái nhũ hại vì cái mục đích riêng của người ta, ví dụ về tôn giáo chẳng hạn, người ta muốn cho cái Phật pháp mang tiếng chẳng hạn để mất lòng tin của dân, hoặc là cá nhân gì đó thì người ta nghĩ là không có lợi, nhưng mà mình nghĩ là người ta có thể là ta thỏa lòng là ghen tức của người ta thôi. Tức là họ ghen ăn tức ở với ghen tức ở người ta làm cho thỏa mãn người ta, cho phá thì thôi. Chứ họ cũng không có được lợi vật chất. Vâng, vâng. Thưa chú, thì sau khi mà khắc phục xong cái vụ việc này rồi á, thì nhà chùa cần nên đảm bảo an ninh ở khu vực, những khu vực nhạy cảm trong chùa, để tránh xảy ra cái trường hợp mà nếu như một người nào đó vào chùa và gây ra cái vụ việc phá hoại tiếp theo á. Tuy nhiên theo sự việc này cái gì cũng vậy, người ta hay nói là mất câu mới làm chùa, thì cũng như là chùa thì cứ nghĩ là nơi này là nơi tôn nghiêm, thì tất cả những người đến chùa đều có tâm đạo, những có tâm tốt cả, nên là nhà chùa không có nghĩ tới. Nhưng ngoài xã hội bây giờ nó rất là phức tạp, nên là cũng mong nhà chùa sau cái sự cố xảy ra thì sẽ quan tâm hơn, nhất là những nơi chánh điện nè, những nơi giảng đường cũng như những nơi để hũ cốt chẳng hạn, thì ta phải cẩn thận. Tại vì đó tôi thấy là người chùa là có khi giả vào Phật tử vào, người ta chôn, người ta lấy những cái chuông mỏ bằng đồng để người ta về người ta bán, nhất là những tên mà chích xì ke một tí cần tiền quá khi cũng có, hoặc là vào Tam Bảo khi cứ nghĩ là Tam Bảo có nhiều tiền, khi vào phá đập những cái thùng công đức cũng có. Còn về tâm linh thì tôi nghĩ là, nếu tôi không nói thì chùa với thầy nói chung, nói riêng cũng như là tất cả Phật giáo nói chung thì tất cả đều cảnh giác công việc này. Tại vì mình sơ ý, mình cứ từ bi quá thì có những kẻ ác người ta lừa, người ta lỏng vào, người ta phá thì cũng có. Thì qua cái vụ này, theo chú, để minh oan hoặc là làm sáng tỏ vụ này thì ai là người trong cuộc phải cần lên tiếng để nói lên sự thật chứ? Nói chung cái này thì mình thấy là quá lớn, tại vì nói chung là cốt ở đây nhiều, gia đình cũng rất là đông, cũng khắp nơi. Thì mình nói cần thì chắc Phật giáo của giáo hội của thành phố Hồ Chí Minh nói chung sẽ hợp lại những người có chức trách trong giáo hội, hợp lại bàn bạc tính toán rồi lúc đó mới có kết quả. Chứ mình nói một cá nhân nào nó cũng rất là khó, tại sự việc này ảnh hưởng đến cái tôn giáo mình nói chung và nói riêng là chùa, nên là nghĩ là
Thấy chú, dạ, thấy chú cũng am hiểu về Phật pháp á, thì theo chú những cái hũ tro cốt mà thất lạc danh tính mà không tìm được người thân thì mình nên làm cách nào tốt nhất để cho hương linh cũng như nhẹ nhàng siêu thoát được chứ, theo chú? Theo mình nghĩ là đã mất rồi, đã là siêu thoát hết rồi. Nếu mà nói về Phật pháp thì trong 49 ngày chúng ta sẽ theo nghiệp, nếu mà theo nghiệp chúng ta khi còn sống ta làm chứ không còn đây đâu. Chẳng qua đây là mình người dân gian để chúng ta thờ phụng, mình nhớ ông bà cha mẹ hiếu thuận chúng ta, ta để lời thôi chứ đã thoát hết rồi. Nên là nếu mà để an tâm hơn, mình nghĩ là có thể là nếu mà không tìm được rất là khó, thì có thể là mong gia đình Phật tử, gia đình những hũ cốt này cố gắng làm sao hợp với nhà chùa để có thể là người ta như theo Ấn Độ của ta có thể hỏa táng hoặc là thủy táng, thì ta là một cái lễ còn siêu rất là đúng theo cái đạo Phật. Thì ta ra xong Sài Gòn hay đâu thì ta thủy táng đi, tại vì theo tôi nghĩ là bên đạo Phật thì cái cốt này chẳng qua là để mình nhớ thôi, chứ thực tế là nó cũng không quan trọng đối với cái người đã mất. Thì người đã mất ta đã theo nghiệp rồi, nếu mà được tốt hay không thì con cái nên làm phước, đi từ thiện ha, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, nói chung là cầu nguyện cho người đã mất thì người ta sẽ sớm siêu thanh những cực lạc và người ta sẽ được an lành hơn. Còn hũ cốt này chẳng qua là cái phương tiện để mình nhớ đến ông bà thôi. Nếu đã lỡ vậy thì tôi cũng mong sao tất cả các gia đình cùng với nhà chùa ta hợp với nhau nhất trí là ta có thể làm một cái lễ cầu siêu gì đó để ta đi thủy táng có thể tốt hơn. Chú cho hỏi là cái sự cố ở cái chùa Kỳ Quang này có ảnh hưởng nhiều đến Phật giáo cũng như là niềm tin của các Phật tử đối với lại Phật giáo cũng như là các chùa khác không chú? Không, theo mình nghĩ là cái này là không ảnh hưởng đâu. Tại sao? Tại vì tất cả các chùa toàn thể trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng và từ tỉnh với nhau, thì mình nghĩ là nơi nào cũng đỡ, thì chỉ có trường hợp này xảy ra là lần đầu tiên thôi. Thì tất cả mọi người đều rút kinh nghiệm. Và khi tôi nghĩ sự việc này xảy ra thì nhà chùa cũng không có ích lợi gì, nên là các chùa, các thầy không có cố ý làm đâu, nên là Phật tử không có mất lòng tin, chẳng qua sự cố xảy ra thôi. Chứ nếu mà làm sự việc này xảy ra mà nhà chùa có thêm tiền hay có lợi nhuận gì á, thì mới là sợ nhà chùa tạo ra thì mới mất lòng tin. Còn này chẳng qua là cái sự cố, nên tôi nghĩ Phật tử cũng không mất lòng tin đâu, mà các người ta chùa không có mất lòng tin, vẫn tin tưởng vào Phật pháp. Vâng, vẫn tin pháp, tại vì chúng ta nghĩ là bàn tay ngón ngắn ngón dài mà cũng có người như thế này, người như thế kia, mà trong khi đó là chùa mình là sư ông với các thầy cũng không có cái gì để mà mất lòng Phật tử. Chẳng qua sự việc này nó xảy ra như thế đó thì ta nên là cùng nhau bàn bạc cả gia đình người thân của các nơi gửi cốt cũng như nhà chùa để ta giải quyết sao cách ổn thỏa nhất. Nhất là gia đình nào mà có biết đi chùa thì ta buông bỏ hết để làm sao để cho những người thân chúng ta nhẹ nhàng ra đi nó tốt hơn. Giờ qua vụ việc này thì chú có lời động viên gì đến thầy Thích Thiện Chiếu không chú? Thì Nam Mô A Di Đà Phật, thì con cũng vô tình con về đây chở bạn về đây tìm hũ cốt thôi. Nhưng mà con cũng khuyên thầy là cái sự việc gì cũng ngoài ý muốn của mình, nhưng Phật pháp ta biết rồi thì cái này chẳng qua cái nghiệp gì đó vô tình mà nó đến chúng ta thôi, thì thầy cũng cố gắng vượt qua và khắc phục và hợp với lại gia đình các hương linh để ta giải quyết như thế nào cho ổn thỏa nhất. Thì theo con nghĩ là nên là quả táng hết những cái hũ cốt mà ta chưa tìm ra được. Thì đối với những người mà thất lạc danh tính á, thì chú có nên có lời khuyên gì đó mọi người hoan hỷ phối hợp với nhà chùa giải quyết một cách tốt đẹp nhất? Thì mình nghĩ là gỡ vô đây thì ít nhiều gì mình nghĩ là cũng phải 80% là gia đình Phật tử, chứ nếu mà gia đình không tử thì ít có ai gỡ vào chùa lắm, ta chỉ thờ ở nhà thôi. Mà đã là Phật tử thì ta phải nên hoan hỷ và muốn làm những điều tốt cho hương linh mình thì cũng nên là cầu siêu và cùng với nhà chùa ta làm những việc tốt nhất, đó là đi quả táng, thủy táng và ta cùng nhau cầu siêu cho tất cả các hương linh, trong đó là có hương linh của mình nhà. Dạ, rồi con cảm ơn chú.